Cho phép tôi trích dẫn lời đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Cuba vào tháng 3 năm 2018. Với nhân dân Việt Nam, hai tiếng Cuba đồng nghĩa với biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng, khí phách hiên ngang, ý chí quật cường, niềm tin mãnh liệt vào lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Quan hệ Việt Nam-Cuba là quan hệ anh em đồng chí thân thiết, chân thành, trong sáng và đã trải qua một quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ ở mỗi nước, đã được thử thách rèn luyện và đang tiếp tục phát triển tốt đẹp, trở thành biểu tượng của thời đại. Chúc hợp tác mạnh mẽ của hai quốc hội và chúc mối đoàn kết đặc biệt mẫu mực thủy chung của hai nước chúng ta ngày càng phát triển, mãi mãi bên nhau, tay nắm chặt tay, tự tin tiến lên vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội giàu mạnh. Viva Cuba! Viva Việt Nam! Việt Nam, Cuba đoàn kết, nhất định thắng!